Chào mừng các bạn đến với kênh Vàng TV nha các bạn. Bữa nay mấy anh em mình xúm lại đón giao thừa Tết gần tới các bạn ơi. Đậu xanh gì mà như cái đại đội gì. 6 tháng mới tới Tết rồi. Ai ngồi gần gì mình nữa, nữa năm. Bữa nay anh em mình hợp mặt bữa ăn đồ nướng đêm nha các bạn. Này bạn ơi. Còn Hiếu ấy là nói Hiếu lập chồng nó đó. Trời ơi. Bữa nay cho con làm gia chính nha các bạn. Còn nước gia phụ đâu? Dạ, đây. Đây. Này cho con đem chầu cao lên nha các bạn. Chầu cao hơn tao nữa. Tính ra mày tao mà mày cụ lao nữa. Đây anh em mình phê phê rủ mấy anh em lên đây chơi nướng đồ ăn, ăn chơi các bạn ơi. Vợ cho con đang nướng nha các bạn. Sao anh có lời phát biểu không anh? Có. Người bỏ tiền người nướng quá hợp lý rồi. Sao? Gì? Đâu có rồi, sao không nói? Mời các bạn ăn chung chứ giờ nói gì nữa. Trời ơi. Ê bạn ơi, bữa nay anh em mình đi lên đông vui quá bạn ơi. Có đòi có cặp chân hay không bạn? Đó nè, nó không? Cái thằng đó đi mới có đòi có cặp nữa không? Xéo qua gì là đang ngồi kế luôn nè. Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim. Người ta đi có đôi có cặp đó. Ừ. Đi biển có đôi có cặp. Người ta biển có cặp có đôi. Còn cho con đi biển thì bị gì đó. 2.2 triệu mới mua hôm qua. Đây bạn. Ôi, người ta ăn có đôi có cặp kìa anh Mật. Nó lấy hai anh em mình đi về nhà ngủ. Kè Mật với Trang kìa. Hai anh mình nắm tay nhau đi về mình lẻ. Đâu anh Trạch với Long mà anh nói gì hả? Số 10. Đúng rồi, số 10 đó. Gì cơ? Ủa vậy là mình nói em lẻ bóng hả? Đúng rồi. À con đây đó, con hello các bạn ơi. Cái đôi với cặp Long à. Sao hả? Đồ lô xuống đi chơi quá. Cái xuống này kia thì cũng hả? Không, đồ lô xuống rồi. Ngại gì, qua đó ngồi kìa. Qua đó ngồi với ba con kìa. Qua đây ngồi giống nè. Có gì đâu ngại. Dì vô Dì, ngồi đây Dì. Trời ơi trời. Làm gì vậy? Đây bạn ơi. Các bạn đợi xíu cho cháu con nướng xong rồi chầu cao người ta đem lên tới nữa là vô đãi tiệc con nha bạn. Few moments later. Bạn ơi, giờ anh em mình nướng đồ ăn xong rồi ăn chung với hộp vịt lộn với trái cây nha các bạn. Đây có nước với cơm luôn bạn ơi. Rồi anh em nhập tiệc anh em ơi. Vô. Chéo hai đâu. Nhập tiệc cái có gió này nha mọi người. Nhập steak. Nè anh em mình ăn trước đi. Nên anh em mình làm cái buổi tiệc sương sương của mấy anh em trong nhà nha bạn. Vô bạn ơi, ăn bò đi bạn ơi. Vô. Nấu cho sương sương bò lên đây. Cái gì hả? Bò lên mà xuống hay gì? Ăn nào. Vô. Nay anh em mình có mua bò nướng với hộp vịt lộn nha bạn. Trái cây. Ăn chó. Tráng miệng. Ủa ai vậy? Món đâu? Thì nó ăn cái gì? Trong phòng ngốt á, ở gì? Trong cái bếp nhỏ á. Chiên gia trong để phòng không à? Chiên gia để gì cũng trong phòng không à? Cái gì? Chả từng ngốt. Từng ngốt luôn. Chả từng ngốt trong nhà. Ra cha. Chả từng bếp á. Để bạn vô nữa rồi. Vô. Vô nha. Vô à. Bò nha. Dứt nha. Gì? Không mà, không mà các bạn đi. Nãy để không có khối. Nó lớn lên mới được. Nó lớn thôi, con hai mua kem cho ăn. Nó lớn lên. Mời các bạn. Con bị mắc cỡ. Không ăn bò hả? Kỳ vậy? Dạ. Dạ, hữu gì? Kỳ chứ con. Không ăn bò hết.
Vậy không vậy lộn đi. Thiếu muỗng hay gì? Đi lấy muỗng coi. Không có, em không có con bò hay chứ. Thấy không? Ít không có ăn này. Được rồi, được rồi. Được rồi, khỏi lấy ở đây. Ai ăn cơm thì bới cơm nghe. Còn nồi cơm đây nghe. Mặt già này dễ quý. Đâu bà? Già rồi nè. Mỏ rồi. Già nè. Đưa lên chứ. Đưa lên chứ không mấy bạn chữ ghẻ mạt quá. Bây giờ người ta khỏi. Bị mấy người khác cản. Hâm 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 nóng nóng cho người ta ăn đi. Nè. Sao con đưa rồi con không mời. Đứt cái mặt hả? Thấy không? Em không mật. Mới dùng như vậy. Im không? Bạn ngon bạn. Ngon ha. Cái mật nãy giờ tôi nói chân mà như người ướp non ngon nghe chứ mấy lần cho người nướng nó ngon nha. Đây cho con đang hâm là cho nóng bạn hồi nãy anh em mình lấy lên trước các bạn. Cho con này đẹp trai với trời. Đẹp không? Đẹp trai quá. Lỗ mũi đầu lên cao túc nhìn mắt chảnh dưới không rồi. Làm gì giải đầu rồi chứ con. Nè, anh em nào đói bụng thì bới cơm ăn nha. Ăn không mỡ. Mỡ mới ăn 2 cái rồi, 3 cây. Rồi, cũng mời đi. Cũng mời các bạn đi. Quên ớt gì rồi nha. Hai ngày hại bao tử nha. Ăn đi, hôm mấy đi. Trời, công suất mình giảm cân ban ngày, không nhớ ớt. Trước đi. Chứ rồi hôm nay ăn gì? Hoàng sao? Biết mà. Trời lo hoài. Chảo qua chảo lại giặt tương đương mà. Nay anh em mình ăn đêm tâm sự nói chuyện chơi các bạn ơi. Cái gì? Lâu lâu cuối tuần mình mới họp mặt mà. Đâu? Ngước đây nè. Trên đây nè, ở trên nè. Bà Tiên. Cái gì? Ở trên nè, ngước lên nè. Ngước gì? Ngước mặt lên vậy nè. Chi vậy ba? Quay chó đẹp. Chơi trời. Quýnh một họng rồi. Quýnh một họng rồi mà còn mời nữa, thấy hèm chứ. Ốc nở gì được chứ. Làm cho mày hèm. Mời mà ăn chó ha. Ăn nhà không có rồi. Sướng không? Không mở nữa rồi. Mở thích hoài á. Để đưa đẩy hoài. Nhả điện chọc thức con cây nha mẹ. Con cây hả? Trời ơi, Long mày làm chi cho con ăn cây với Long. Ăn đi mất. Tôi đâu có làm đâu, anh hai nó làm mà. Không. Đứng chùa cho con Long, không lão chưa? Cái nào con nói cái nào cây? Nó có cây chút xíu mà, không có cây nhiều. Không chấm đâu. Sao dám chơi cậu hai nó được. Có cây không? Ít chuông á. Trời ơi. Thấy không? Không. Nè, cá nước đây nè con. Hỗ trợ một gió đi. Hả? Hỗ trợ một gió đi. Kệ đưa cái nước cho em kìa. Rồi mắt cái hỗ trợ bọt gió cho bọt gió vậy đó hả? Buổi tiệc quá linh đình. Không mà cưng hứa chị nhỏ nhỏ mà có vỏ. Không ai thấy gì trơn. Ồ, không ai thấy gì trơn. Đã quay 3 vòng thì chết gì trùng. Nè, muốn chết gì trùng không? Hãy xuống cái nữa lụm lên, hãy xuống cái nữa lụm lên là hết gì trùng rồi. Con này trong mẹ tao ăn luôn. Vừa ăn vừa chưa đó, con nhỏ đó. Con thêm đi. Sao mà ngại ngùng gì không biết nữa. Cái gì? Gì hoài, nhép hoài, không biết nữa. Vô bằng ăn. Có ai quýnh giá đúng mình đâu mà. Đi ăn đi kìa. Một ngậm luôn một trứng. Ăn gì hợp lại rồi. Rồi, rau găm đâu, đẩy vô cái nữa rồi. Rau găm đâu nè, theo quèo. Rau găm hồi sáng ông nói kìa, rau canh chua á. Trời mất em. Trời ơi, băng, anh giữ trẻ gì. Trời ơi, chết luôn rồi. Không được rồi. Vô. Vô rồi. Vô. Sao con ăn? Sớm quên mua nước ngọt trời. Thôi sáng con chả ngọt mà. Chả ngọt. Chai nước ngọt của thằng Tiểu Nhị với Đại Nhị đâu. Hồi nãy giờ Tiểu Nhị để Nghị đưa đây uống hết trơn rồi, ngồi đàm đạo uống hết trơn còn gì nữa. Bỏ ca ở bên Tiểu Nhị đâu bay?
quay hết. Tiểu nhị đưa cho ta ơi nè, mày thằng tiểu thằng đại. Ơi, tôi lấy tiền tôi đi mua á. Là thằng này là đại phải không? Này đại nhị hả? Này tiểu nhị hả? À, bạn ăn đi. Chén cũng lộn á. Mời bạn ăn nha. Rồi tôi đây không chờ bạn nữa hay sao? Giờ tôi ăn liền. Tôi ăn liền. Ăn đi. Không phải ăn chỗ ống kìa trời. Bỏ hành vô nữa gì trời. Cơm ba. Ơi, ba ăn con nha. Ăn gì nữa là muối gì vậy? Muối gì vậy? Mua hết bột nêm. Vậy là bột nêm hảo hảo hay gì á? Tiểu nhị đó. Tiểu nhị pha. Đây các bạn thấy vui không bạn? Mời các bạn chung vui với mấy anh em mình luôn nha. Mời nghe các bạn. Ăn hết nữa chứ gì tôi mới mời. Làm vô lâu thôi. Cuối tuần mời tất cả tất cả các bạn luôn nha. Ôi tôi thương anh Lâm tôi lắm nha. Ổng chào. Ăn miếng anh Lâm. Ổng chào. Anh thương anh Trâm chát vui. À lâu lâu anh em mình rủ đi quay đồ cũng phải đãi anh em miếng gì bạn ơi. Để kiểu này hối chữ bạn tổ chức chết luôn. Con ngồi đâu không ăn cái này, không ăn cái này. Ừ. Con ăn lắm hả? Giống gì này không biết nữa. Đây bạn. Buổi tiệc của anh em mình tới đây mình xin phép kết thúc video luôn, ngừng video đây các bạn ơi, mình vô mình chung vui luôn các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video của anh em mình ăn đồ nướng đêm có vui, các bạn nhớ đây một like, một đăng ký, một chia sẻ cho anh em mình nha các bạn. Chúc các bạn xem video. Chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn.